Đấu trường La Mã được xây dựng như thế nào? Nhà hát vòng tròn Flavian, hay còn được gọi là đấu trường La Mã, là một trong những di tích kiến trúc ngoạn mục nhất của thế giới cổ đại, được xây dựng vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên bởi hoàng đế Vespasian. Địa điểm này nổi tiếng là nơi tổ chức các sự kiện giải trí đẫm máu, có sự tham gia của các đấu sĩ, động vật hoang dã và nhiều hình thức giải trí tàn bạo khác. Nhưng vượt lên trên tính chất bi kịch lịch sử của nó, đấu trường La Mã vẫn là một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất còn tồn tại và mang tính biểu tượng nhất của nền văn minh La Mã cổ đại. Nó đại diện cho triều đại Flavian, một trong những triều đại có ảnh hưởng nhất trong lịch sử đế chế và là một kỳ công về kiến trúc cũng như kỹ thuật xây dựng thời bấy giờ. Sau khi Vespasian lên ngôi hoàng đế vào năm 69 sau công nguyên, triều đại Flavian của ông, bao gồm hai người con trai Titus và Domitian, đã khởi xướng một chương trình xây dựng quy mô lớn để tái thiết thành Rome, nơi đã bị tàn phá nặng nề bởi các vụ hỏa hoạn, dịch bệnh và nội chiến. Trong 27 năm cầm quyền, triều đại Flavian đã tu sửa lại các tòa nhà, tượng đài và phế tích khắp thành phố. Vào năm 70 sau công nguyên, Vespasian ra lệnh xây dựng một nhà hát vòng tròn mới tại trung tâm thành phố, được tài trợ từ chiến lợi phẩm cướp được sau cuộc vây hãm thành Jerusalem trong cuộc chiến tranh Do Thái La Mã lần thứ nhất. Đấu trường La Mã được khánh thành 10 năm sau đó, trở thành biểu tượng cho sự hồi sinh chính trị ấn tượng của đế quốc La Mã. Về mặt kiến trúc thì đấu trường La Mã là một kỳ quan và thành tựu kỹ thuật đỉnh cao, là nhà hát vòng tròn lớn và phức tạp nhất thế giới thời cổ đại, được xây dựng chủ yếu bằng bê tông, 3,5 triệu feet khối, 99.000 mét khối, đá travertine, cẩm thạch và gỗ. Đấu trường La Mã cao tới 48 mét, tương đương chiều cao của một tòa nhà 15 tầng hiện đại, với sức chứa ước tính khoảng 50.000 cho đến 80.000 khán giả. Nhà sử học Nathan Elkins, Phó Giám đốc Hiệp hội Số học Hoa Kỳ, giải thích đấu trường La Mã chỉ là một phần trong toàn bộ khu phức hợp các công trình mà Vespasian và các con trai ông cho xây dựng khắp thành Rome nhằm xóa bỏ dấu ấn của Nero đối với thành phố và để tôn vinh thành tựu của chính họ. Tại lễ khánh thành, Hoàng đế Titus đã tổ chức 100 ngày lễ hội kéo dài, bao gồm các trận đấu giữa đấu sĩ và trò giải trí với động vật. Củng cố hệ thống phân cấp xã hội của Rome. Các nhà xây dựng đã chọn xây đấu trường La Mã trên nền đất của cung điện Domus Aurea, từng thuộc về hoàng đế Nero, nơi có một hồ nước nhân tạo và bức tượng đồng cao 30 mét của chính Nero, được gọi là bức tượng khổng lồ Nero. Họ đã lấp đi hồ nước để xây dựng đấu trường, đặt tên theo vị trí gần bức tượng khổng lồ. Khi Nero tự sát vào năm 68 sau công nguyên, Vespasian, một trong những tướng lĩnh dưới trướng ông, đã lên nắm quyền sau một cuộc nội chiến kéo dài. Theo sử gia Nathan Elkins, việc xây dựng đấu trường La Mã là một cách khéo léo để triều đại Flavian vừa đáp ứng những quy tắc phân cấp xã hội nghiêm ngặt của đế chế La Mã, vừa khẳng định quyền lực của mình. Trước đó, Nero đã cho phép người dân tiếp cận tự do các cung điện và tài sản của mình, nhưng điều này không được giới quý tộc và nguyên lão ủng hộ vì họ không muốn dân thường được phép tiếp cận trung tâm thành phố. Elkins giải thích, bằng cách xây một đấu trường khổng lồ, triều đại Flavian vừa duy trì khu vực này là nơi công cộng để người dân thưởng thức các trò chơi, vừa khẳng định trật tự xã hội La Mã thông qua hệ thống ghế ngồi có phân cấp. Tại đấu trường La Mã, vị trí xã hội, địa vị, sự giàu có và giới tính quyết định chỗ ngồi của mỗi người. Những ghế tốt nhất, gần sang đấu nhất được dành riêng cho hoàng đế và tầng lớp quý tộc. Phía trên họ là tầng lớp kỵ sĩ, các thương nhân, thợ thủ công và quan chức có địa vị cao. Ở vị trí trên cùng, trên những hàng ghế xa sàn đấu nhất là 95% dân số La Mã còn lại, gồm phụ nữ, người nước ngoài, người nghèo và nô lệ. Để điều tiết luồng người ra vào một cách có trật tự, các kiến trúc sư đã thiết kế 4 lối vào dành riêng cho giới lãnh đạo và 76 lối vào cho người dân bình thường. Các hành lang ngăn cách từng nhóm xã hội, cấm người xem di chuyển tự do trong cấu trúc. Tuy nhiên, kiến trúc hình elip của đấu trường cho phép tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ các hoạt động diễn ra dưới sân đấu bất kể vị trí ngồi của họ. Ý nghĩa kiến trúc của đấu trường La Mã. Trong suốt thời kỳ La Mã cổ đại, hầu hết các nhà hát vòng tròn đều được xây dựng bằng gỗ như những công trình tạm bợ, phục vụ cho các sự kiện đấu sĩ và các hình thức giải trí khác. Nhà hát vòng tròn cố định bằng đá sớm nhất được biết đến, có sức chứa khoảng 20.000 khán giả, có niên đại từ năm 80 trước công nguyên tại thành phố Pompeii. Kiến trúc sư thiết kế đấu trường La Mã vẫn chưa được xác định. Nhà sử học nghệ thuật Peter Louis Bonvito đã viết trong cuốn Kiến trúc và Xã hội Thế giới, từ Stonehenge đến Trung tâm Thương mại Thế giới, rằng hình thức của đấu trường La Mã có mối liên hệ sâu sắc với các công trình kiến trúc trước đó
dùng để tổ chức sự kiện giải trí cho đám đông, chẳng hạn như các nhà hát Hy Lạp. Thiết kế đồ sộ của nó sử dụng một loạt các cột, vòm và mái vòm ấn tượng. Theo sử gia Nathan Elkins, đột phá lớn nhất của đấu trường La Mã là việc sử dụng bê tông. Ông nói chính bê tông mới thực sự cho phép xây dựng đấu trường La Mã. Có lẽ đây là ứng dụng quy mô lớn nhất của kỹ thuật xây dựng bê tông vào thời điểm đó. Theo các kỹ sư, nhờ nền móng bê tông chắc chắn, đấu trường La Mã vẫn đứng vững sau 2.000 năm. Theo chương trình Engineering Rome của Đại học Washington, do địa chất xấu tại khu vực gần sông Tiber, các kiến trúc sư đã phải đào móng sâu và vững chắc để ổn định cấu trúc. Ngoài ra, đấu trường còn có nhiều cải tiến khác như hệ thống thoát nước phức tạp để xây dựng các trận chiến giả trên biển, mái che có thể kéo ra để che mưa nắng, hệ thống phòng và đường hầm phức tạp bên dưới sàn đấu để cất giữ đạo cụ và người biểu diễn, hệ thống cửa bẫy rồng rọc và thang máy cũng cho phép các chiến binh, thú hoang và cả voi xuất hiện một cách ấn tượng. Đấu trường La Mã được tài trợ như thế nào? Mặc dù chi phí xây dựng đấu trường La Mã thời cổ đại không được biết rõ, nhiều học giả cho rằng một phần kinh phí được lấy từ chiến lợi phẩm mà quân đội La Mã cướp được sau cuộc tấn công đền thờ Jerusalem trong cuộc chiến tranh Do Thái La Mã lần thứ nhất kết thúc vào năm 70 sau Công Nguyên. Một bản khắc trên đá tại đấu trường ghi rằng Hoàng đế Titus Caesar Vespasian Augustus ra lệnh xây dựng đấu trường mới từ chiến lợi phẩm này. Trong nhiều thế kỷ, quan điểm phổ biến cho rằng công trình được xây dựng bởi 100.000 nô lệ Do Thái bị bắt sau cuộc vây hãm Jerusalem. Tuy nhiên, sử gia Nathan Elkins không hoàn toàn tin tưởng vào luận điểm này. Ông nói đó có thể là điều mà người La Mã đưa ra để làm tổn thương thêm người Do Thái. Theo đó, người La Mã không chỉ bán người Do Thái làm nô lệ, mà còn bắt họ xây dựng công trình từ tiền cướp phá đền thờ của chính họ. Tuy nhiên, ông cho biết luận điểm trên không được bất kỳ nguồn sử liệu cổ xưa nào hỗ trợ. Nó xuất phát từ một nhà khảo cổ học thế kỷ 20 và đã được lặp đi lặp lại nhiều lần. Một lượng lớn nô lệ có thể đã được sử dụng, nhưng chúng ta không thể khẳng định 100% họ đến từ đâu, Elkins nhận định. Di sản của đấu trường La Mã. Ngoài vai trò là nơi để hiểu về xã hội La Mã cổ đại và hệ thống phân cấp của nó, đấu trường La Mã còn được coi là ông tổ của các sân vận động thể thao hiện đại ngày nay. Những yếu tố then chốt của các sân vận động hiện nay như hệ thống mái vòm đỡ kết cấu, hình dạng elip và hệ thống kiểm soát luồng khán giả ra vào dựa trên vị trí ghế ngồi đều bắt nguồn từ đấu trường La Mã. Cụ thể, hệ thống mái vòm đồ sộ giúp chống đỡ kết cấu đấu trường La Mã đã trở thành một đặc trưng quan trọng và phổ biến trong các sân vận động hiện đại. Hình dạng elip tạo điều kiện cho đa số khán giả có thể quan sát tốt các sự kiện diễn ra trên sân. Hệ thống cửa ra vào, hành lang và lối đi riêng biệt cho từng tầng lớp xã hội tại đấu trường La Mã cũng là nguyên mẫu cho cách thức kiểm soát luồng khán giả hiện nay. Như vậy, có thể nói kiến trúc độc đáo của đấu trường La Mã đã đặt nền móng cho các sân vận động thể thao hiện đại ngày nay. Đây là minh chứng cho sự vượt trội về tư duy kiến trúc và kỹ thuật của người La Mã cổ đại. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!